德梦，你又在买衣服了？对啊，我刚买一件外套，蛮不错哎。我发现你好像真的很喜欢在网络上买衣服。哎呀，再用说啊，我跟你讲，我一个月啊至少会买3到4件网购的衣服哎。3到4件，你都不会怕买到尺寸不合的衣服哦？嗯、我前几天啊，我就买了一件 T 恤，结果你知道吗？它尺寸根本完全不合我，结果我就穿不下哦，有够浪费钱的哦。其实我跟你讲，网购平台上啊，它都有一个功能叫做与卖家联络。像我啊，我下单之前啊，我一定会主动提供啊身高体重，然后请卖家帮我挑选适合我的尺寸。哎，对耶，挑选适合自己的尺寸真的是很重要。嗯，所以啊，其实很多人他都不喜欢在网络上买衣服。那因为为什么？就除了尺寸的问题之外。还有，因为他们不知道商品的品质好不好，所以都不敢买、啊。对啦，品质好不好真的很重要。像我买的那件 T 恤啊，它可能品质不好吧，很容易起毛球哎。而且你知道吗？最夸张的是，我在网络上看到的照片，它是绿色。结果啊，商品来的时候，我居然是深绿色哎。那你买那一件多少钱呢、啊？我记得应该是250块台币。啊。你以为网络上都是物美价廉的东西吗？像我啊，我都会去看商品的评价区，就看消费者对这个商品的评论，因为这也是非常重要的一个参考重点。或者呢，我可能会去挑选啊销售量最高的商品，因为好的东西才有这么多人啊想要购买啊。哇，你看得这么仔细啊！对了，我有一些衣服想要请你帮我看一下，我需不需要买它们？好，你手机打开，我实际照做给你看。chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục học ngoại ngữ của Thời báo Tân Di Dân toàn cầu. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là mua sắm trực tuyến. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số từ vựng cũng như một số mẫu câu. Từ vựng đầu tiên của chúng ta đó chính là quảng câu, mua hàng qua mạng.mua sắm trực tuyến, quảng câu, mua hàng qua mạng, mua sắm trực tuyến, quảng câu, mua hàng qua mạng, mua sắm trực tuyến. Tiếp theo từ vựng thứ hai của chúng ta đó chính là chữ mà, kích thước, số đo, chữ mà, kích thước, số đo, chữ mà, kích thước, số đo. Tiếp theo từ vựng thứ ba của chúng ta đó chính là tiêu phê trở, người tiêu dùng, tiêu phê trở, người tiêu dùng.消费者，người tiêu dùng. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu câu và mẫu câu đầu tiên của chúng ta đó chính là 现在的年轻人很喜欢网购，giới trẻ hiện nay rất thích mua sắm trực tuyến. 现在的年轻人很喜欢网购，giới trẻ hiện nay rất thích mua sắm trực tuyến. Tiếp theo mẫu câu thứ hai của chúng ta đó chính là 消费者网购时要确认好商品的尺码。Người tiêu dùng nên xác nhận kỹ kích thước của sản phẩm khi mua sắm trực tuyến. 消费者网购时要确认好商品的尺码。Người tiêu dùng nên xác nhận kỹ kích thước của sản phẩm khi mua sắm trực tuyến. Chuyên mục học ngoại ngữ của Thời báo Tân Di Dân toàn cầu ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.